Xin chào mọi người, trong video lần này thì Moon sẽ giúp các bạn phân biệt ba từ khó mà mọi người cũng hay nhầm lẫn và các bạn cũng hỏi mình rất là nhiều, đó là ba từ này. Từ đầu tiên đó là từ vaccine, động từ chúng ta đọc là bag. Từ thứ hai là từ cái túi và chúng ta đọc nó hơi khác một chút, đấy là các bạn để ý cái phiên âm không ạ? Từ thứ hai thì phiên âm của nó là âm b a, kiểu các bạn đọc cái miệng của mình nó sẽ rộng hơn a, hát với cả âm e ở trên đầu nhá. Nó là bag. Và các bạn làm âm cuối, âm g, đừng đọc là bác nha. Ok, làm rõ hơn một chút này. Bag. Còn cái từ cuối cùng, đó là từ cái lưng hoặc là phía đằng sau. Thì B-A-C-K, thì các bạn sẽ đọc cùng các âm như sau. Thứ nhất là âm b, thứ hai là âm a, càng và âm k. Chúng ta đọc là back, back. Mình đọc lại cả ba từ này nhé. Từ đầu tiên là từ cầu xin, là âm e. Bình thường các bạn không cần phải mở miệng ra quá to. Các bạn làm là bag, bag. Từ thứ hai các bạn cần phải mở rộng miệng ra một chút nha và để lộ nhiều lưỡi hơn, bag. Và từ cuối cùng là từ cái lưng hoặc là đằng sau, mình đọc là back, không phải là back mọi người nha, mọi người lưu ý nha. Thế nên mình đọc đúng thớ âm này, back, back. Đó. Chứ nhiều bạn hay đọc là back thì các bạn cũng lưu ý là nó không phải là âm ách gì cả, mà nó là âm a căng và âm kết hợp với âm k ở cuối, back. Bạn nhớ bật âm k ở cuối nhá. Bây giờ mình thử đọc một trong ba từ này, mọi người nghe xem mình đọc từ thứ mấy nhá. Nghe này, bag, số mấy á? Chính xác, đấy là từ số 2. Thế còn từ này thì sao? Back, từ số 3. Chúc mừng bạn đã có đáp án đúng. Muốn hy vọng là mọi người đã nắm được sự khác biệt giữa các từ này. Và cảm ơn các bạn theo dõi video. Chúc các bạn thành công, bye bye.